ông chú ăn mặc chân chất vào tiệm mua cá. Đến khi chốt đơn, cả tiệm mới giật mình phát hiện đại gia ngầm. Theo đó, một ông chú vẻ ngoài chân chất, thuần túy nghề nông, tóc tai rủ rượi, quần áo lấm lem, cưỡi trên con xe quay cà tàng đến trước một cửa hàng buôn bán cá cảnh. Ngay khi nhìn thấy tâm trạng ông chú có vẻ rầu rầu, anh chủ cửa hàng vội vàng ra tiếp đón, mời ông chú vào trong vừa uống trà ngắm cá và tâm sự chuyện buồn để mà tiêu tan đi nỗi sầu. Cứ ngỡ rằng ông chú chỉ ghé qua ngắm cá chơi cho nó vui. Ai ngờ đâu sau một hồi ngắm thì ông chú cũng nghía được một bạn cá bé nhỏ giá sương sương 12 triều đồng. Bây giờ bay. Không chần chừ do dự, ông chú lấy trong túi ra liền một xấp tiền tươi, chốt đơn con cá để lấy lại tinh thần. Theo lời kể của anh chủ cửa hàng, từ lúc con cá lọt vào mắt xanh, ông chú đã mê đắm mê đuối đến mức chưa một lần rời mắt. Khoảnh khắc người đàn ông chân chất thật thà, dáng vẻ bình dân, bình tĩnh chốt con cá hơn 10 triệu đồng đã khiến cho cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ. Một số bình luận được mọi người để lại: lén vợ đi mua cá mà còn bị quay kiểu này khổ thân chú ghê. Còn khai ra giá tiền con cá, vợ mà coi được clip này là tới công chuyện. Tính ra con cá còn mắc hơn chiếc xe chú đang đi. Nhờ chú mà tôi mới biết chú không nghèo, anh chủ cửa hàng không nghèo. Vậy thì ai nghèo? Tôi nghèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.